có cái con nào mà nó đi nó giống vậy 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 xong rồi có chiêu slow anh. Đúng rồi, có. Bạn là kẻ hủy diệt logic, chúa tể suy luận. Hãy kiểm chứng điều đấy qua trò chơi đuổi chữ bắt tướng. Nhiệm vụ của bạn là phải đoán đúng vị tướng thông qua lời mô tả của đối thủ và hãy cẩn thận đừng để đối phương hack não bạn nhé. Khó đấy nhờ, từ từ. Nó có một võ công rất là thâm hậu. Võ công à? Đỉnh công phu trong Liên Quân đó. Đếp đỉnh công phu trong Liên Quân rồi. Nhưng mà nó cầm súng. Võ công lại cầm súng. Xạ thủ mà lại có võ công. Xạ thủ mà lại có võ công à? Một con tướng mà có cái chiêu ném lựu đạn nha. Một tướng có chiêu ném lựu đạn đấy. Đó, có một chiêu ném lựu đạn. Uầy, ném lựu đạn, có võ công. AD thì mấy con lựu đạn đầy mà. Đúng rồi. Lựu đạn anh thích chơi lắm. Anh thích chơi hả? Anh thích chơi lắm. Kì. Anh có hay chơi gần đấy không? Anh cũng không biết. Không biết là đôi anh... Đôi khi có lẽ là chơi linh cảm của em là đến con Violet là võ công lăn lộn hoặc là con Moren nhìn nó già già nhìn cũng lực. Theo nghe kể chưa? Theo sau khi em xem Conan rất nhiều mà phản ứng của anh lúc ấy thì hình như là mình đoán đúng trong hai con đấy. Thế nó cao hay thấp? Nó cao hay thấp? Nó cũng cao tầm tầm giống em quá. Nó ở vị trí gì? Vị trí nó có thể là đi rừng, có thể là đi top, có thể là đi AD, có thể là đi mid luôn. Khó quá, bây giờ đoán vừa thôi, chứ giờ em chịu rồi. Bây giờ đoán vừa là may mắn, là con Phoenix ấy, đoán đây, con tướng em thích. Em suy nghĩ kể chưa? Em chắc chưa? Chắc chắn, con này ném kíp, em hay gọi nó là ném kíp, có thể ném kíp 5 biển. Cho suy nghĩ lại một lần nữa. Nghĩ lại thì công nhận là con này không có võ công gì hết. Chắc chắn. Lớp đi em đi sai, có khả năng em lại phải đi lại. Em nghĩ là con Moren. Tại vì em nhìn nó, con này cái tướng của nó rất giống phó sư. Chốt chưa? Chốt luôn. Nha. Chốt anh. Ghê. Con này, mình đoán hai con ném đồ đà là có ít ghi với con Violet. Mà giờ có ít ghi rồi nó dễ quá. Đúng không? Có khi mình khuấy mình thôi, mình chọn Violet nha. Chốt Violet. Aim. Fire. Hoàn toàn là sai. Nhưng mà nó chính xác rồi rồi. Nói công nó thâm hậu nó gì nữa. Lăn lộn đúng không? Con này là cái con mà nó đi như này này. Xong á là có chiêu slow nhá. Chiêu đó là chiêu slow đấy. Có một chiêu slow. Có cái con nào mà nó đi nó giống vậy xong rồi có chiêu slow anh. Đúng rồi, có. Con nào mà nó đi nó vậy như này này. Đấy, nó đi như này này. Con này trợ thủ khó chịu. À, có thể chiêu thức là hút vị tướng. Ui dồi ôi, con này dễ tròn nữa. Con giết. Anh chốt chưa? Anh chắc chắn chưa? Chắc chắn. Dễ nhắc luôn có đấy. Có chiêu slow hay là choáng? Có chiêu slow. Có choáng không? Có choáng, tất nhiên là có choáng thôi. Nó có đẩy ra được không? Từ anh không biết, cái này anh chưa biết nữa. Không, anh phải trả lời chứ, nó phải đẩy ra được hay không chứ. Đẩy ra được không hả? Không đẩy ra được, không đẩy ra được. Tại vì em nói tới hút là anh nghĩ tới con giết. Sai rồi. Mà con Grab, Grab cũng có hút. Được một trong hai con, đấy anh chắc chắn với đáp án này à? Con này nắm mặt không? Hả? Em chỉ biết nó tròn tròn thôi. Em thấy hai con cũng tròn tròn. Mình thấy thằng con Grab thì nó mọc thì nó bự quá. Còn con Jeep thì tròn tròn thì chắc là con Jeep rồi. Mình nghĩ chắc là con Jeep thôi. Con đó nó đi được lane nào anh? Con đó đi được vị trí gì? Hai lane, lane nào? Mid với sụp. Con đó anti nó có kiểu như là nó có thể cưng nam không? Anti nó có thể cưng nam không? Nó có thể kiểu nó cưng nam với anh. Con đấy có thể anti lực ngược tình thế cưng nam luôn. Chúng năm thằng. Chúng năm thằng. Chúng Illumia. Chúng năm thằng là thắng luôn. Chúng Illumia. Only strong survive.
Illumia cũng đi tướng như vậy mà ta. Illumia là như này thôi, Illumia là như này thôi này. Illumia như này thôi. Có Grack là như này. Grack là hai tay thân ra hai bên luôn, em vào xe đi. Ủa vậy hả ta? Con Grack mới là cái chiêu hút vào, còn con Zip cái chiêu đó là nuốt chửng, nuốt đồng đội vào bụng nên là con Zip là sai. Đấy, em hack não anh ơi. Hack não thành công, hack não thành công rồi, hack não. Con tướng này là một con vị tướng nam. Nó có thể đi được hết 5 lane luôn. Mà nó kiểu nó rất là khỏe, nó có thể là một vị tướng là người ta gọi là có thể cưng hết nguyên bình tên một tên bình tướng khỏe. Chứ cuối nó là như nào? Chứ cuối nó là như nào? Hỏi chứ cuối là đúng rồi. Con này là một con tướng rất là dũng mãnh. Nó cầm cây kiếm rất là dài. Dũng mãnh cầm kiếm rất dài. Đúng. Dũng mãnh cầm tướng rất dài thì là tướng đấu sĩ đúng không? Đúng luôn. Một vị trí đấu sĩ. Nó có trong Tam Quốc không anh nhỉ? Cũng đúng. Nó có thể bực lên một cái thôi là tay bên kia sợ, tay bên kia bỏ chạy luôn. Đấy. Không không, nó như nào chứ tự nhiên bở lên cái biết bở cái gì. Nó là như thế mà. Không, mở một cái chiều cuối là bên kia sợ chạy hết luôn, bên kia không dám đánh nữa. Ý là chỉ cần mở là đã kích hoạt rồi hay là sao? Mở một cái thôi. Nói chung là cũng có thể là mở rồi lướt vào các thứ khiến cho tay kia chạy tán loạn. Nhưng mà con nhưng mà em nhớ là trong Tam Quốc ấy, làm gì con nào cầm kiếm dài đâu ta? em mấy con tướng em không có nhớ nó cầm cái gì á. Thì quanh vùng là em có con Triệu Vân và con Lữ Bố. Con đấy có sát thương chuẩn không? Nói chung là cũng có anh, con nó có sát thương chuẩn. Nó có thể đi được 5 lane anh nha. Wonder, Malak. Không, oh, Malak không đi được rừng hả? Chỉ có Wonder lại đi được 5 lane. Wonder, Lữ Bố. Ôi, bây giờ có thể đoán vừa là con Lữ Bố đi. Đấy. Lữ Bố là người ta lúc nào cũng ấy về một cái dũng mãnh. Đó, chốt Wonder luôn. Sai thôi. Nothing can stop me. Bây giờ em đang định giải thích là cái con Lữ Bố đó là đồ sụp bọt có sát thương chuẩn, bắn được sát thương chuẩn của nó. Trời. Không được, không được nhá. Thế thì ông không thì sao ta? Thế em sai rồi. Em thua rồi. Chắc là Nagashi hay một game. Con này hay nhờ. Con này là một con võ sư. Một con võ sư là con võ sư này nó như thế nào anh? Nó là nam hay là nữ? Từ để anh xem nha. Con này là nam. Con này á là nó có bộ kiểu skill là quyền pháp, bộ quyền pháp. Đấy. Kiểu võ thuật đấy anh. Wow. Đấy. Võ thuật à? Võ thuật quyền pháp. Nó con này là nó có già không anh? Già không á. Anh không biết nó già không á tại vì anh chưa thấy mặt nó. Con này à, đi hả? Con này á. Cũng có thể đi nhiều vị trí, không biết được. Con này đi được mà đi mid được. Võ sư đi được đi mid được. Nói chung là mình cũng đã từng đánh con này đi được nhiều rồi. Anh đánh con đó đi được. Đi CB được luôn, có con này đi CB được luôn. Nghe có giống cái con Wonder ấy nhưng mà là con trai à. Trai rừng. Nhưng mà con này sát thương khủng. Đấy, sát thương khủng và bộ quyền pháp. Cơ động. Đấy, từ cơ động. Rồi. Muốn bỏ Tiến Nguyên à? À? Muốn bỏ Tiến Nguyên đúng không? Có hình như là cũng cầm theo bình rượu. Con này có nó có cái bỏ sư này nó có chiêu gì hay không anh Tuấn Hình? Cái chiêu nó con này có á? Cái chiêu nào không. Hay nó nhiều lướt hay là như thế nào đấy? Con này có chiêu lướt khắc. Lướt phục khắc. Lướt gây đam nha, lướt gây đam nha, lướt gây đam nha, lướt qua gây đam nha. Lướt qua gây đam là đấm một cái gây đam hả anh? Đốc. Em chốt luôn con rát luôn anh ơi, em chốt luôn con rát luôn. Con này dễ quá, con rát chứ có gì nữa. I'll let my fist do the job. Rồi, ok. Đốc. Đúng. Chuẩn. Hít đất bằng 3 ngón nha. 3 ngón, 30 cái nha, 3 ngón như này nè. 30 cái, 3 ngón thì... Trời, 3 ngón xỉu đây anh ơi, làm thế, sao mà hít được. Bốn ngón. Bốn ngón, trừ ngón út ra. Bốn ngón xỉu luôn. Phải cho em 5 ngón. Được, 5 ngón thì 50 cái. Thì nếu mà khó quá thì thôi, kêu lại bằng vắt tầm 100 quả chanh. Trường hợp 1 là vắt 100 quả chanh, ship nước chanh sang đây. Trường hợp 2 là hít đất 50 cái. Ok, bye bye nhá. Chúc em từng sắp tới chiến thắng nhá.
Ok, Tuấn Huỳnh ơi. Nhưng mà gặp Pokemon là thua nhá. Ok, đây. Mình thấy chơi trò này thì Tích cũng vui thế. Hôm nay mình hơi sợ chết. Trò này không hiểu sao cứ lên bị hoài, nên hôm nay chơi trò này thấy cũng giải trí phết. Được. Nặng ký của em cưng những ở trong game trong game mà trong những cái trò chơi giải trí này thấy khá là hạch não. À ra cứ thế. Cứ vô công thôi. Bye bye nhá. Bye bye anh đây em nhá. Hẹn gặp anh ở những trận đấu tới nhá. Like ngay fanpage Cao Thủy Liên Quân và subscribe kênh Liên Quân Mobile Esports Garena để cập nhật những tin tức mới nhất và những trận đấu esports đỉnh cao.